Các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại channel game của mình. Sau đây mình giới thiệu cho các bạn con game Trường Sinh Quyết. Thì trong một cái khoảng thời gian mình đã trải nghiệm con game này, thì sau đây là mình vẫn tiếp tục đang làm cái nhiệm vụ tân thủ. Và trong con game này thì mình cũng giới thiệu qua cho các bạn là game sẽ free cho các bạn là 400.000 kim nguyên bảo thường nha các bạn. Và một số những cái vé để các bạn có thể tăng được lên VIP. Thì các bạn chơi thì các bạn trải nghiệm và tìm hiểu thêm cho mình. Sau khi mình chạy các cái nhiệm vụ tân thủ này thì lát mình sẽ bấm vào mở cái hộp quà để mình nhận kim nguyên bảo cho các bạn xem. Đây, con game này với cái đồ họa đó là đồ họa 3D khá là đẹp mắt luôn. Bây giờ mình sẽ ngắm qua cái phong cảnh này và mình sẽ mở cái túi kim nguyên bảo này cho các bạn coi nhá. Đây, với đồ họa game 3D thì cực kỳ là đẹp mắt luôn. Sống sao? Vị tiểu cô nương này là... Âm Nhi đừng sợ, có bà đây. Xem ra Trường Sinh Quyết hẳn là ở trong sơn động này, công chúa có thể được sống, nhưng cửu âm ngươi phải bỏ mạng. Xem chiêu dạ. Trường Sinh Quyết là của ta. Ba, Âm Nhất. Đây, mình sẽ rời phụ bản. Đấy, các bạn có thể là xem cái đồ họa phong cảnh của game rất là đẹp luôn. Game Trường Sinh Quyết. Và đã Việt hóa cho các bạn gần như là mắc Việt hóa luôn rồi. Có cả lời giới thiệu của tiếng là PC thì hoàn toàn là bằng tiếng Việt. Rất là dễ chơi và thuần Việt luôn cho các bạn nhé. Thì... hiện tại thì mình đang ở VIP 0 và 4 mà mình không có một chút kim nguyên bảo nào. Thì sau đây là mình sẽ mở dương và mình sẽ lấy kim nguyên bảo cho các bạn xem. Thì game sẽ phi cho các bạn những cái gì thì các bạn xem nhé. Rồi mình bấm vào này. Đây, mình sẽ bấm vào cái dương và mình sẽ mở cho các bạn thấy này. Mình mở quà này. Đó, mình đã mở quà và mình đã nhận được 400.000 kim cương kim nguyên bảo. Đấy, mình cứ nói nhầm suốt thôi. Và một và đồ đạc vũ khí mọi thứ ở đây. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ là cho mình xin một like và đăng ký kênh nhé các bạn nhé. Đây rồi, bây giờ mình hiện tại là mình đã có rồi. Bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem cái shop để mình mở tiếng nhạc cho các bạn nghe nhé.
Đó, với cái nền nhạc của game rất là du dương luôn. Đó, mình thấy game có lối chơi theo kiểu chiến, theo kiểu kiếm hiệp và skill, mọi thứ rất là đẹp luôn các bạn. Có cả hiệu ứng cảnh vật mưa, nắng, sấm chớp này. Thế rồi là các bạn có thể là nhìn thấy cái lớp đồ họa tương đối là đẹp luôn. Đây rồi, bây giờ mình sẽ đang tiến hành mình đánh nốt con boss này. Đó, các bạn nhìn thấy mình được phi 400.000 kim cương thì các bạn có thể là nhấc vào trong shop, các bạn tìm hiểu để mua quà trong shop. Lại có thể bị gạt ngươi. Tiêu rồi, hắn có nỗi đang gây nữa. Ba ba, đừng bỏ con. Âm Nhi, con là đại công chúa của ma tộc. Hãy cùng Trần Sinh bảo vệ tốt mảnh Trường Sinh Quyết. Hãy mau đi tìm Vân Tiêu. Trường Sinh Quyết. Rồi, mình đã hoàn thành xong cái cốt truyện đây rồi. Mình sẽ ra mình review shop cho các bạn xem coi nhé. Nhận thưởng này. Đây, bây giờ mình sẽ bấm vào cái chữ phúc lợi này xem là có những cái gì nào. Nạp lần đầu à, mình nhận xem nào. À, mình nhận được rồi nè. Ngon thế nhỉ. Rồi mình bấm vào mình dùng thôi. Dùng. Rồi mình đã có con hồ ly rồi. Thời trang này mình sẽ dùng luôn. Ui, đẹp vãi luôn các bạn ơi. Rồi một số thứ này thì mình chắc là mình phải đợi sau là mình dùng. Đây mình sẽ bấm vào cửa hàng mình coi nhé. Đây mình mua thử và đã thành công các bạn. Mình mua gói may mắn đồng tệ này. À, mình mua được này. Nhưng mà mình chỉ mua được một số lượng ít thôi. Đá cường hóa này. Cái này thì có thể mua được nhiều lên. Đó, mình đã mua xong. Đây, nhẫn cưới và thẻ đổi tên đi.
Đó, mình lấy được rất là nhiều thứ đồ trong quà VIP luôn các bạn ơi. Mình có một kho luôn rồi. À, mình có thể dùng được đồ này. Chiêu mộ cái gì đây? Cái này thì dành dành cho sùng vật. Mình kiểm tra bảng xếp hạng nhé. À, có trong bảng xếp hạng thì có xem là mình xem có ai. Rồi, ok, như vậy mình đã giới thiệu cho các bạn con game này rồi. Nếu các bạn thấy hay và yêu thích thì nhớ tải về và chiến game nhé. Hãy subscribe.